Chào các bạn. Mấy hôm trước mình có chồng à? À mình có thủy sinh à? Một số cộng sát địa phương tuyên bố rằng anh ta đã nhìn thấy sự hiện ra là đáng sợ và rằng một khoa màu vàng của cô bé cô khoai tím thì nó lên rất nhanh. Từ đầu đến chân, ngay khi đến vào trong khu rừng ma ấy, các thành viên đã bắt đầu nhận ra một cái gì đó. Nhưng khi nào mà bắt đầu ra rễ thì rất là nhanh. Đây hôm qua bạn ấy bạn ấy gần như là chưa thấy ngọn lá đâu, thế mà hôm nay lớn vụt luôn. Còn bạn đây thì từ hôm trước lên và hôm nay thì cũng thế bạn đây thì chưa có gì, thì ngày mai mình sẽ quay tiếp. Mình quên mất mình không quay từ ngày đầu tiên để xem mình sẽ bonsai các bạn như nào nhé. Trông thật là dễ thương mà không? Chuẩn bị có rau khoai để ăn rồi các bạn ạ. Họ nghe thấy âm thanh không giải thích được của cành cây bị gãy và bụi cây xào xạc xung quanh dường như đang dẫn họ đến một nơi nào đó. Nhìn thấy cái họ tìm thấy một ngôi nhà bị bỏ hoang từ lâu. Họ bắt đầu hỏi ma và đã nhận được câu trả lời trong chiếc máy bắt đầu lên rồi nè. Đây nhá, hôm nay nhá là 13:30 tầm độ 1:30 trưa nay để xem đến 1 giờ trưa mai thì các bạn này sẽ lớn như nào nhé. Cô ấy thể hiện bản thân và đây là lúc mọi thứ trở nên thực sự kinh hoàng. Không hiểu sao mình cái đốt này nó bị cháy cháy này, không rõ lắm. Chắc là từ đầu nó lên như thế xong rồi lúc mà nó bị khô ấy. Rồi mình trồng lên rồi mình lên nó đẩy nốt cái phần kèm đi đi. Đây này. Đây thì rất là đẹp luôn. Trong khi anh ta đang thuyết phục ma xuất hiện, chiếc máy ảnh đang tìm kiếm ma khắp xung quanh thì phát hiện thấy bóng ma của cô gái đứng một mình trong khu rừng bỏ hoang. Họ kiểm tra xung quanh nhưng không thể tìm thấy bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Vậy đó có phải là hồn ma của một cô bé?